Kính thưa quý vị, Tây Úc sử dụng Twitter để cảnh báo du khách về cá mập. Sở Thủy sản ở Tây Úc hiện đang giới thiệu một hệ thống mới chuyên sử dụng Twitter để cảnh báo cho những người đi bơi và lướt sóng về sự hiện diện của cá mập. Hệ thống nói trên được đặt tên là mạng lưới giám sát cá mập, sử dụng những thẻ từ gắn vào vây cá mập để phát hiện vị trí, kích thước và giống loài của chúng. Những thông tin nói trên sau đó sẽ được truyền đến một máy vi tính, nơi chúng được đăng trên Twitter thông qua tài khoản của Surf Life Saving Western Australia, nhằm mục đích cảnh báo nguy hiểm cho những người tắm biển. Trước đây, chính phủ Tây Úc chủ yếu dựa vào máy bay trực thăng và những người dân gần biển để phát hiện cá mập. Tuy nhiên, nhờ vào hệ thống mới nói trên, các nhà khoa học hiện đã ghi nhận được 338 con cá mập và theo dõi chúng qua 19 màn hình vệ tinh tại các bãi biển địa phương.